tay. Mà có ít ra nè, tí mình ra đi. Cho nóng tắt đèn hai chai mà cái gia vị đầy đủ, miễn tao không có đồ mặn vô đó thôi chứ đây. Không có nước mắm hay có ra gì ngon. Sai, tao nói mày sai. Tính tao cái cãi tao rồi. Tao... sao tại sao không có này vô được? Ý nó là không phải đồ chai chứ là gì? Nó là gia vị không được. Món chay. Lý do là gì? Lên lớp. Ủa vậy bây giờ phải đứt phải tay mới được. Không có lý vậy. Đâu có những chuyện phải đúng sai rõ ràng chứ. Hay đúng không? Cơm hai ơi, anh em năn nỉ hoài kỳ lắm hai ơi.
gì? Ăn không? Không ăn thì ra giờ tụi em ăn nè. Để nè, cho nè. Để tao nãy mặt vừa vừa, nãy quá là bể mặt. đỡ đâu tự đỡ hơn là ăn cơm két không? Ngon, hôm qua cũng qua đường nhiều lần, nó đỡ không?